Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 22, câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa đốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: "Thưa thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy." Anh chị em thân mến, trên trang báo Pháp Luật ngày 8 tháng 9 năm 2020 đăng tin, chị Bùi Thị Ngọc Tuổi, vợ anh Phan Văn Tâm, người bị rắn hổ mang chúa cắn, đã thông qua phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 80 triệu đồng cho một bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa nhiệt đới. Câu chuyện chị Ngọc sau khi nhận được số tiền 800 triệu từ các nhà hảo tâm đã trích lại 80 triệu để tặng cho bệnh nhân khác, có thể cho chúng ta thấy một tương quan ấm áp đầy tình người mà tất cả đã dành cho nhau. Điều này diễn tả điểm giáo lý nền tảng trong tin mừng hôm nay mà Chúa Giêsu đã dạy khi người thông luật đến hỏi người về điều răn nào là điều trọng nhất. Chúa Giêsu đã khẳng định ngay, đó là giới răn: mến Chúa yêu người. Mến Chúa yêu người diễn tả một chiều kích quan trọng nhất của con người đối với Thiên Chúa, đó là tương quan hướng thượng. Chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa với cả trái tim và cả tâm hồn. Kế đến, tương quan không kém phần quan trọng, đó là tương quan hướng theo chiều ngang, nghĩa là hướng đến anh chị em đồng loại, không loại trừ ai. Chúng ta hãy yêu thương mọi người như chính mình. Do đó, tình yêu của Thiên Chúa được gắn kết với tình yêu đồng loại. Nếu ai nói mình yêu Thiên Chúa mà loại bỏ anh em đồng loại, thì chúng ta đang tạo ra sự mâu thuẫn trong tình yêu của Thiên Chúa. Phải nhớ rằng, tình yêu tha nhân phải đặt trên nền tảng tình yêu Thiên Chúa. Nghĩa là, trong Chúa, tôi bắt gặp tha nhân là anh chị em của tôi. Trong Chúa, tôi cảm nhận được phẩm giá đích thực và trọn vẹn của một con người, dù đó là người nghèo, người bệnh tật hay người tội lỗi. Lạy Chúa, xin nối kết tình yêu thương của chúng con trong tình yêu của Chúa. Amen.